Hôm nay Tiun nhờ người bạn sang Thái Lan mua một số loài bọ cánh cứng quý hiếm về gây giống để cứu môi trường thiên nhiên đang bị mất cân đối ở Việt Nam. Giờ đang kiểm tra chất lượng của những con bọ, phải cầm lên xem coi chân tay nó có lành lặn không, rồi lấy cây khều để xem độ nhạy bén của nó thế nào. Nếu phát hiện con bọ bị đơ quá thì phải bỏ lại, vì sợ mang về Việt Nam nó sẽ không sống lâu được. Nguyên nhân là mỗi khi giao phối xong, loài bọ này chỉ sống được vài tháng, nên để tránh bị mua lầm phải kiểm tra sức khỏe của chúng thật kỹ. Thông thường bọ cánh cứng đực sau khi giao phối sẽ mất hết tinh túy trong cơ thể, cắt khớp xương, mất đi lượng lớn chất bôi trơn và dưỡng chất cần thiết để duy trì sự sống, nên chân tay rất dễ bị gãy rụng, gây thương tật mà chết. Còn bọ cánh cứng cái sau khi giao phối sẽ đẻ trứng cho đến cạn kiệt sức khỏe, mệt mỏi đến không còn ăn uống được nữa mà chết. Các bạn thấy không, việc giao phối tác hại ghê gớm lắm. Bởi vậy khi mua mấy con bọ này phải kiểm tra trinh tiết của nó thật kỹ, phải chọt cây vào nó vậy đó mới biết nó có còn khỏe khoắn hay không. Vì nhiều người bán họ chơi gian lận cho bọ giao phối rồi mới bán cho mình, để mình nuôi thời gian bị chết mà họ thì luôn có bọ để bán. Có trường hợp đang kiểm tra thì cái chân nó gãy ra là mình phải bồi thường nữa, ác vậy đó. Nên việc chọn lựa bọ rất mất thời gian, thà mua con bọ từ lúc còn là nhộng sẽ an toàn và đảm bảo chất lượng hơn, nhưng phải mất mấy tháng nó mới lột xác thành con bọ được. Hãy lấy bài học từ việc giao phối đến hại sức khỏe nghiêm trọng của con bọ làm gương cho con người đi nào. Bạn sẽ thấy nếu chúng ta yêu thích việc giao phối cũng sẽ bị hủy hoại thân thể y chang như vậy. Nên làm người phải loại bỏ được tình dục. Giao phối chỉ mang ý nghĩa duy trì nòi giống chứ không phải để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Mà có rất nhiều người không hiểu được điều đó, họ còn viết sách báo ca ngợi và chỉ ra cách làm tình này kia bậy bạ. Nếu các bạn tin theo lời họ nói thì bạn sẽ chết sớm, vì họ chính là ma quỷ tái sanh muốn gieo rắc dục vọng khắp thế gian này để hủy hoại thế giới, tạo ra sự mất cân đối trên toàn cầu. Như con bọ này chúng chỉ giao phối để duy trì nòi giống là mục đích chính, còn con người giao phối chỉ để mua vui. Tại sao lại phí phạm sức khỏe của mình như vậy? Mà con người mỗi khi mất đi tinh túy trong người, họ lại càng ham muốn dục vọng nhiều hơn, muốn ăn thịt động vật nhiều hơn nữa. Vì họ nghĩ rất là sai lầm cái lượng tinh túy mà các bạn mất đi và lượng thức ăn bạn ăn vào từ thịt động vật nó chỉ bù đắp lại một số rất ít và khó có thể bù đắp lại được. Và càng ăn thịt động vật thì ngày tận thế càng đến dần. Nếu hiểu rõ việc giao phối rất hại cho sức khỏe bản thân, cho vạn vật xung quanh thì các bạn đừng bao giờ yêu thích tình dục nữa nhé. Chỉ nên xem nó là nhiệm vụ để duy trì nòi giống khi cần thiết, chứ không nên lạm dụng để tổn hao năng lượng sống của cơ thể. Nói tiếp đến loài bọ cánh cứng cũng không hẳn giao phối xong là chết đâu. Nếu tính tuổi thọ bọ cánh cứng phải tính trong quá trình còn là trứng đến ấu trùng rồi nhộng và trưởng thành. Thường một con bọ cánh cứng có thể sống từ 2 năm đến 8 năm tùy theo loài. Chắc chắn là chúng sẽ sống rất thọ nếu không bị bạn bắt giao phối hay đánh nhau hoặc làm việc quá sức. Đặc biệt nếu được cho ăn uống đầy đủ, chúng sẽ sống thọ còn hơn ở ngoài tự nhiên. Qua câu chuyện về loài bọ, Tiun chỉ mong các bạn thấy rõ tình dục rất hại sức khỏe, nên bỏ được nó. Tuổi thọ các bạn có thể tăng rất cao, gấp mấy lần tuổi thọ trung bình của loài người. Nếu không tin, hãy nhìn bài học từ loài vật xung quanh cuộc sống của chúng ta. Loài nào càng làm tình thì sẽ càng chết sớm. Đơn giản như vậy thôi.